Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về trường hợp sự cố y khoa sau phẫu thuật hút mỡ tạo hình thành bụng tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam Sài Gòn xảy ra trong thời gian gần đây. Theo đó, vào ngày 30 tháng 6, thanh tra Sở Y tế, phòng nghiệp vụ y và phòng y tế quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra, làm rõ các nội dung được phản ánh tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam Sài Gòn, địa chỉ tại số 666 Cách mạng tháng 8, phường 5, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, sáng ngày 29 tháng 6, chị VTH, 47 tuổi, đến bệnh viện Thẩm mỹ Căng Nang Sài Gòn với mong muốn được giảm mỡ và da thừa vùng bụng. Bệnh nhân đã được làm xét nghiệm tổng quát, thực hiện cận lâm sàng, kháng tiền hôn mê, hội trận trước khi phẫu thuật. 12 giờ cùng ngày, bệnh nhân được bác sĩ TTNP, gây mê nội khí quản và bác sĩ HQH phẫu thuật tạo hình thành bụng toàn phần, kết hợp với hút mỡ bụng. Sau hơn 4 giờ mổ, bệnh nhân được giúp nội khí quản, chuyển sang khoa phẫu thuật thẩm mỹ để điều trị tiếp. Hơn một ngày sau mổ, bệnh nhân than mệt, khó thở, diễn tiến nặng dần. Phía bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam Sài Gòn đã khởi động báo động đỏ nội viện, đồng thời liên hệ với bác sĩ bệnh viện trợ rẫy đề nghị hỗ trợ chuyên môn. Người bệnh được chuyển tới bệnh viện trợ rẫy can thiệp cấp cứu, hiện tại sức khỏe đã tạm ổn định. Tại buổi kiểm tra vào ngày 1 tháng 7, thanh tra sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giám đốc bệnh viện tạm ngưng thực hiện việc phẫu thuật thu thuật với bác sĩ HQH cho đến khi có kết luận từ cơ quan chuyên môn. Ngày 2 tháng 7, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, Thanh tra Sở đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Càng Nam Sài Gòn nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc không báo cáo sự cố y khoa bắt buộc theo quy định. Song song đó, yêu cầu Bệnh viện Càng Nam Sài Gòn họp phân tích nguyên nhân gốc rễ, các sai sót chuyên môn, giả soát, đánh giá điều kiện và năng lực người hành nghề, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư y tế, việc tân thủ thực hiện các quy chế chuyên môn và quy trình kỹ thuật của người hành nghề. Sở y tế yêu cầu bệnh viện nêu trên báo cáo vụ việc và các giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người bệnh liên quan đến phẫu thuật thủ thuật. Đồng thời, cơ quan quản lý ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các bệnh viện bộ ngành trên địa bàn thông tin kịp thời khi tiếp nhận các trường hợp sự cố y khoa do các đơn vị khác chuyển đến có giải pháp chấn chỉnh, ngăn chặn những dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh nếu có. Liên quan đến bệnh viện thẩm mỹ Canang Sài Gòn, Trước đó, vào cuối năm 2022, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính và tức chứng chỉ hành nghề tổng cộng 4 tháng đối với hai bác sĩ thuộc bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam Sài Gòn. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt bác sĩ chuyên khoa nội tổng hợp gây mê hồi sức Trần Thị Ngọc Phượng và bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Quốc Chí của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam Sài Gòn. Bệnh viện có địa chỉ tại số 666, đường Cách mạng tháng 8, phường 5, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, hai bác sĩ Trần Thị Ngọc Phượng và bác sĩ Nguyễn Quốc Trí đều được xác định có hành vi vi phạm là lập hồ sơ bệnh án không ghi rõ đầy đủ mục có trong bộ hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật. Với hành vi trên, hai bác sĩ Trần Thị Ngọc Phượng và bác sĩ Nguyễn Quốc Chí của bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam Sài Gòn đã bị xử phạt hành chính mỗi người 2 triệu đồng. Ngoài ra, hai bác sĩ Trần Thị Ngọc Phượng và bác sĩ Nguyễn Quốc Trí còn bị phạt bổ sung khắc phục hậu quả, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng. Cũng liên quan đến bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Nam Sài Gòn, trước đó vào hồi tháng 4 năm 2022, bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Nam Sài Gòn này cũng đã xảy ra một vụ việc, một người phụ nữ 61 tuổi tử vong khi thực hiện dịch vụ cấy mỡ ngực. Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 19 tháng 4 năm 2022, bà L, ngụ tại quận 1, đến bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Nam Sài Gòn khám sức khỏe trước khi cấy mỡ ngực và được cho về với lịch hẹn phẫu thuật vào ngày hôm sau. Đến 6 giờ ngày 20 tháng 4, bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Nam Sài Gòn để chuẩn bị phẫu thuật cấy mỡ ngực. Tuy nhiên, đến 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân bị khó thở. 15 phút sau, bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy đã đến hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân. Nữ bệnh nhân đã được đặt ECMO tim phổi nhân tạo tại bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Nam Sài Gòn. Đến 13 giờ cùng ngày, nữ bệnh nhân được chuyển về bệnh viện trợ rẫy tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại bệnh viện trợ rẫy. Ngay sau khi xảy ra sự cố, thanh tra sở y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với công an quận Tân Bình và các cơ quan chuyên môn đến bệnh viện thẩm mỹ Gia Nam Sài Gòn để kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc. Đoàn cũng đã niêm phong hồ sơ bệnh án. Thanh tra sở y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu bệnh viện thẩm mỹ Gia Nam Sài Gòn tạm ngừng mọi hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra. Mặc dù đã bị yêu cầu ngưng hoạt động, tuy nhiên bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam Sài Gòn vẫn tiếp tục hoạt động để xảy ra rất nhiều vụ án tai biến nghiêm trọng. Điển hình như vụ việc, một người phụ nữ 60 tuổi cũng đã được xác định tử vong khi đến bệnh viện thẩm mỹ Can Nam Sài Gòn, cấy mỡ ngực. Cụ thể, lãnh đạo văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, vụ việc một người phụ nữ 60 tuổi tử vong khi phẫu thuật cấy mỡ ngực tại bệnh viện thẩm mỹ Can Nam Sài Gòn, địa chỉ số 666 Cách mạng tháng 8, phường 5, quận Tân Bình. Đại diện bệnh viện trợ rẫy cũng đã xác nhận với thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với đơn vị nhằm phối hợp cung cấp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân LLP. Thanh tra sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 19 tháng 4, nữ khách hàng l đã đến bệnh viện thẩm mỹ Càng Nam Sài Gòn khám tiền phẫu và thực hiện cấy mỡ ngực sau đó một ngày. Đến 6 giờ ngày 20 tháng 4, bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán phai mổ nâng ngực. Đến 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở. Phía bệnh viện phẫu thuật nâng ngực cũng đã nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ bệnh viện trợ rẫy vào lúc 11 giờ 15 phút. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển về bệnh viện trợ rẫy. Tuy nhiên, đến 16 giờ 20 phút ngày 20 tháng 4, bệnh nhân đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự cố, cơ quan công an quận Tân Bình và thanh tra sở y tế đã phối hợp kiểm tra, niêm phong hồ sơ bệnh án, yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ cho đến khi có kết luận của cơ quan công an. Liên quan đến sự việc đại diện bệnh viện thẩm mỹ Ca Nam Sài Gòn cho biết, chưa có thông tin cụ thể liên quan đến sự cố một người phụ nữ bị tử vong khi cấy mỡ tại đây bên cạnh đó phía bệnh viện thẩm mỹ căn Sài Gòn cũng đã làm việc với gia đình nạn nhân và nhận được sự hỗ trợ thông cảm từ phía gia đình. Đại diện bệnh viện thẩm mỹ căn Nam Sài Gòn cho biết thêm: chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng và họp nội bộ để đánh giá. Tôi chưa nắm được thông tin cụ thể về sự cố này nên tạm thời chưa thể phát ngôn gì hơn. Khi có đầy đủ thông tin bệnh viện sẽ có phản hồi cụ thể đến báo chí. Được biết đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện thẩm mỹ căn Nam Sài Gòn để xảy ra sự cố nghiêm trọng khiến cho một người tử vong khi thực hiện thẩm mỹ. Trước đó vào năm 2019, một người phụ nữ cũng đã tử vong sau khi căng ra mặt tại đây. Bệnh viện thẩm mỹ Càng Nam mới mở thêm chi nhánh tại địa chỉ số 666, cách mạng tháng 8 vào tháng 12 năm 2020. Chia sẻ về việc nhiều lần để xảy ra sự cố tử vong trong quá trình thẩm mỹ, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Càng Nam Sài Gòn cho biết đây là một sự cố y khoa rủi ro không mong muốn. Theo người này, quy trình thực hiện phẫu thuật của Càng Nam luôn tuân thủ đúng theo quy định của ngành y tế. Căn cứ tại điều 2, luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023, sự cố y khoa là tình huống không mong muốn hoặc bất thường xảy ra trong quá trình khám bệnh chữa bệnh do yếu tố khách quan chủ quan. Cũng căn cứ tại điều 55, luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023 quy định như sau: Đình chỉ hoạt động đối với một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Một, cơ sở khám bệnh chữa bệnh bị đình chỉ một phần hoặc toàn phần hoạt động khám chữa bệnh dưới đây. Xảy ra sự cố y khoa tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh đến mức phải đình chỉ hoạt động không đảm bảo một trong những điều kiện quy định tại điều 49 của luật này, không báo cáo đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2 điều 52 của luật này. Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 1 tháng đến 24 tháng. Việc đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh và thời hạn đình chỉ phải căn cứ vào nguyên nhân, tính chất, mức độ hậu quả của sự cố y khoa hoặc phần điều kiện hoạt động không còn đảm bảo. Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động, nếu cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã hoàn thành việc khắc phục đầy đủ các nội dung yêu cầu tại văn bản đình chỉ cơ quan có tổng quyền đình chỉ hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh quyết định cho phép cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoạt động trở lại theo đó đình chỉ hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi xảy ra sự cố y khoa thường xảy ra trong một số trường hợp sự cố y khoa tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh đến mức phải đình chỉ hoạt động việc đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và thời hạn phải căn cứ vào nguyên nhân tính chất mức độ hậu quả của y khoa